Chào các em, chúng ta bắt đầu bài học này. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần biến ngẫu nhiên. Lớp mình hơi chậm hơn so với lớp khác, chậm là nó sẽ tăng tốc. Biến ngẫu nhiên thì là một đại lượng được nhận giá trị số xác định trên từng biến phối sơ cấp của không gian mẫu của phép thực. Biến ngẫu nhiên được dùng để mô tả những đặc điểm của các biến cố trong không gian mẫu. Ví dụ như là chúng ta xét phép thử tung hai đường xu. S là trường hợp xuất hiện mặt số và N là xuất hiện mặt ngửa. Thì lúc đó không gian mẫu của chúng ta là omega bằng sấp 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 ngửa sấp ngửa ngửa. Và khi đó chúng ta gọi x thì là tài lượng chỉ số lần xuất hiện mặt ngửa trong cái phép thử. Thì cái trường hợp sấp sấp thì x sẽ bằng 0, sấp ngửa thì x bằng 1, ngửa sấp x bằng 1, ngửa ngửa x bằng 2. Từ đây chúng ta suy ra là x nó nhận có thể nhận 3 giá trị là 0, 1, 2 tùy vào kết quả của các thực. Như vậy mỗi một biến ngẫu nhiên là một hàm số gắn mỗi phần tử của không gian mẫu với một số. Tập các giá trị của biến ngẫu nhiên thì có thể là hữu hạn cũng có thể là vô hạn. Ta có thể lấy một số biến ngẫu nhiên ví dụ như sau. Số khách hàng có mua hàng trong một cửa hàng trong số 10 khách hàng tiếp theo. Số ô tô của một cửa hàng bán trong một ngày. X là điểm thi thống kê xã hội học của sinh viên được chọn ngẫu nhiên trong lớp. X là số ô tô qua cầu, vân vân. Thậm chí còn có bạn là X và đây là số người yêu cũ. Lần lượt bắt đầu đi hỏi tình người một. Số người yêu cũ là bao nhiêu? Chết sợ. Thế nó cũng lập được thành biến ngẫu nhiên. Cũng có lý. Một cách đơn giản hóa ở đây thì chúng ta xét đến hai loại biến ngẫu nhiên. Một là biến ngẫu nhiên dài dài. Nó chỉ nhận các giá trị hữu hạn hoặc là đến được X1, X2, vân vân. Còn biến ngẫu nhiên liên tục thì nó nhận giá trị trong một khoảng, trong một cái đoạn AB nào đó. Ví dụ như chúng ta chọn một phòng học ngẫu nhiên là Đại học Thăng Long và X là số sinh viên học trong đó. Thì khi đó thì X sẽ là biến ngẫu nhiên dài dài. Số người. Anh chọn ngẫu nhiên thời điểm ngày hôm nay. Y là nhiệt độ chính xác tại thời điểm đó. Thì bình thường con số này nếu không làm tròn thì nó sẽ dao động nó trong cái khoảng từ 11 độ cho đến 30 độ. Và tập hợp các giá trị của Y có thể lấp đầy một khoảng số nào đó. Như vậy là Y là biến ngẫu nhiên liên tục. Hay là chúng ta tích ở đây là chiều cao của sinh viên trong lớp. Còn sinh viên trong lớp. Thế thì tích nó cũng là biến ngẫu nhiên liên tục. Chiều cao, cân nặng, vân vân. Trong giờ bài tập giáo viên có thể hỏi chúng ta không biết trả lời thế nào. Trong trường hợp là biến ngẫu nhiên rời rạc thì chúng ta có thể lập được cái bảng. Bảng sau đây được gọi là bảng phân phối xác suất. Một số tài liệu gọi là bảng phân bố xác suất. Bố hay phân phối cũng thế thôi. Thì cái dòng trên là giá trị của x và dòng dưới là xác suất tương ứng. Lấy lại ví dụ ở trên, chúng ta xét phép thử tung hai đồng xu, hai lần một đồng xu, x là số lần xuất hiện mặt ngửa. Thì chúng ta thiết lập được với cái biến cố ở dòng trên là biến cố, còn ở dưới là chúng ta sẽ nhận được cái giá trị của biến ngẫu nhiên x. Từ đây chúng ta thấy số 0 xuất hiện một lần, số 1 xuất hiện hai lần và số 2 xuất hiện một lần. Từ đó chúng ta thiết lập được bảng phân phối xác suất của x như sau. Ở đây thì là lúc đầu là chúng ta để chữ để chúng ta chưa quen thì ta để chữ, sau này người ta sẽ xóa cái giá trị của x ở đây, người ta cái bảng này nó sẽ được chuyển thành.
Cái bảng này nó sẽ được chuyển thành như sau. Chúng ta sẽ viết đây là x 0 1 2, còn ở dưới là p x lớn bằng x nhỏ. Đấy, như vậy ở đây là 1/4, tức là 0,25, 2/4 là 0,5 và đây là 1/4. Nếu như chúng ta thêm cái dòng tổng đây thì cái chỗ này nó sẽ cộng lại bằng 1. Đấy, cái này lúc đầu người ta chưa quen thì người ta sẽ viết như thế này, thế sau khi quen rồi người ta sẽ viết như thế này, hoặc là p của x của thế giới x nhỏ hơn cũng được. Như lại lấy ví dụ như này là px thì bằng 0 thì chúng ta có thể đọc ra ngay là nó bằng 1/4, tức là bằng 0,25. Là px thì bằng 1 chẳng hạn thì chúng ta sẽ biết là nó bằng 2/4, tức là bằng 0,5. Hay là p x lớn bằng 2 là bằng 1/4, tức là 0,25. Thấy cái bảng bên phải là bảng phân nguyên xuất, còn lúc đầu mình chưa quen thì người ta ghi một chữ, quen rồi nó ghi bên phải. Không là bảo hôm nọ thầy giáo em dạy một đảng hôm nay làm cái khác chết giả ồ đi học mà quên bút khác nào đi đi đám cưới quên chú rể. Mình tiếp tục. Tổng quát lên thì ta có thể tóm tắt là cái ký hiệu như thế này. Trong đó thì các PI là cái số nằm giữa 0 và 1. Và tổng của các PI tức là P1 của P2 cho đến PK là bằng 1. Cái gì? Lưu ý rằng là trong cái bảng này mà cái chỗ nào mà PI mà nó bằng 0 là chúng ta sẽ xóa đi, xóa hẳn cái cột đó. Ví dụ P3 là 0 là chúng ta sẽ xóa cái đó đi và chúng ta đánh số lại. Chứ không phải là có 0 để ở đây nó vô ích, không tác dụng gì. Được chưa? Cái nào mà sắp xếp bằng 0 là vứt ra khỏi bảng. Trong trường hợp mà phân phối đối với các biến ngẫu nhiên liên tục thì chúng ta sẽ vất vả hơn. Phân phối xác suất của nó được mô tả bằng các xác suất có dạng là p của x lớn hơn a nhỏ hơn b, và ở đây chúng ta thường xét các trường hợp xác suất là có thể tính từ một hàm thông qua công thức tích phân, chúng ta còn gọi là hàm mật độ. Nói chung là nó khá vất vả, thông thường là về sau nó cho bởi công thức. Sau đây thì sẽ là một cái ví dụ. Thì cái ví dụ này thì nó rơi vào cái kịch bản là dữ liệu cho dạng liệt kê. Cho dạng liệt kê chúng ta sẽ chuyển thành bảng phân phối xác suất, từ liệt kê chúng ta sẽ chuyển thành phân phối hai bạn nữ ở phía dưới kia đến đây không phải đỡ thì tranh luận là người yếu nào đứa nào đẹp trai hơn. Cứ học không qua là môn thống kê xã hội thì hơn tha hồ người yêu đẹp trai ngồi đấy mà giữ. Ở đây mình dữ liệu theo cho kiểu thứ nhất là nó kiểu liệt kê hoặc là kiểu file, thì mình sẽ
Nếu mà nó kiểu liệt kê như này thì chúng ta sẽ thiết lập được cái bảng tần số, phân phối tần số. Thì chúng ta thấy bé nhất là con số 3, tiếp theo là con số 4, số 5, số 6, không có số 7 đâu, nhảy thẳng cho số 8. Con 3 là có mấy nhỉ? 1 đúng không? 4, 1, 5, 3, 6, 2, 8. Nếu như chúng ta gọi x là lương, lương tháng, thì lúc này cái tần số của nó ở dưới. Đúng không? Cái bảng này được gọi là bảng phân phối tần số. Thế từ bảng phân phối tần số này thì chúng ta sẽ suy ra được bảng phân phối xác suất bằng cách là chúng ta lấy tần số chia cho tổng tần số. Lấy tần số chia tổng tần số. Nhưng mà trước khi sang được cái điều đó thì chúng ta sẽ đi tính trung bình. Tính trung bình thì một là chúng ta cộng hết cái này lại, sau đó chia cho 10, hoặc là chúng ta lấy dòng trên nhân dòng dưới này chia cho, cộng lại chia cho 10 được. Như vậy là 3 nhân 1 cộng với 4 nhân 1 cộng 5 nhân 3. 5 nhân 3 chẳng qua là có 3, là con 5, con cộng con 5 cộng con 5 tiếp thôi mà. Có gì đâu, chẳng qua đây tôi gọi 6 nhân 2 cộng 8 nhân 3 tất cả chia cho 10 thì nó cũng bằng như này, tức là bằng 5,8. Đấy là lương trung bình của mọi người. Tính từ bên trái là cộng tất cả lại chia, hoặc là tính từ bảng phân phối tần số ra cũng đều như vậy. Thế sau đó thì ta ra bảng phân phối xác suất của x bằng cách suy ra bảng phân phối xác suất của x là cái thì chúng ta sẽ lấy tần số chia cho tổng tần số. Tổng tần số của chúng ta là 10. Như vậy chúng ta sẽ ra được cái bảng này. Bắt đầu đây là 1 nhân 1 chia cho 10 thì là 1 phần 10. Tương tự như vậy 1 phần 10, 3 phần 10, 2 phần 10 và cuối cùng là 3 phần 10. Đây chính là bảng phân phối xác suất của biến cố x, à quên, của biến ngẫu nhiên x. Đây là xuất phát từ cái ở trên cần thiết lập như này. Và bây giờ chúng ta lại làm một cái cách là lấy dòng trên nhân dòng dưới rồi cộng lại. Lấy dòng trên nhân dòng dưới cộng lại. Lấy dòng trên nhân dòng dưới cộng lại, chúng ta sẽ được là 3 nhân với 1 phần 10 cộng 4 nhân 1 phần 10 cộng 5 nhân 3 phần 10 cộng 6 nhân 2 phần 10 cộng 8 nhân 3 phần 10. Kết quả nó bằng 5,8. Vẫn bằng 5,8. Cho nếu như mà cái bảng phân phối tần số nó suy ra từ được cái bảng phân phối tần số, nếu bảng phân phối tần xác suất ấy mà được phân chia từ bảng phân phối tần số thì cái giá trị mà tính được của cái sigma xi nhân pi này nó cũng bằng luôn để cái trung bình của cái anh ở trên. Thế thì lúc đó thì cái giá trị ở phía dưới này, nó được gọi là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x và ký hiệu là e. Vậy cụ thể hơn thì ấy nó bằng cái gì với chung tiếp tổng quát, kỳ vọng của nó sẽ bằng cái gì? E nó sẽ bằng x1 nhân p1 cộng x2 nhân p2 cộng 3 chấm cộng xn xk nhân pk, và phương sai của nó được tính bởi công thức như trên bảng. Phương sai được tính bởi công thức như trên bảng. Thế thì người ta đã chứng minh được là cái Vx này thì có thể tính được bằng một công thức khác nữa, tức là Vx nó sẽ bằng e của x bình phương trừ đi ex tất cả bình. Đấy. Người ta đã chứng minh được công thức phía dưới có thể khai triển bằng công thức phía trên.
Vx bằng Ex bình trừ đi Ex tất cả bình. Trở lại các bạn vừa nãy đây, chúng ta vừa mới tính được là EX thì nó bằng 3 nhân với 1 phần 10 cộng với 4 nhân với 1 phần 10 cộng 5 nhân với 3 phần 10 cộng 6 nhân 2 phần 10 cộng 8 nhân 3 phần 10 nó bằng 5,8. Chúng ta có thể tính được EX bình phương bằng cách là cứ chỗ nào có x ta đem bình phương lên. Như vậy nó sẽ là 3 bình nhân 1 phần 10 cộng 4 bình nhân 1 phần 10 cộng 5 bình nhân 3 phần 10 6 bình nhân với 2 phần 10 cộng 8 bình nhân 3 phần 10. Bạn nào bấm máy nhanh bấm một cái xem nào bao nhiêu. Một phần 10 cái đấy là 0,1 đấy, nó nhanh. 3 phần 10 là 0,3. Nếu không thì lấy 3 bình nhân 1 cộng 4 bình nhân 1 cộng 5 bình nhân 3 cộng 6 bình nhân 2 cộng 8 bình nhân 3 tất cả chia cho 10 cũng được. Khôn thì nhanh mà dại thì làm lâu. Con đầu tiên là 3 bình, con thứ hai là 4 bình, con thứ ba là 5 bình nhân với 3, con thứ tư là 5 6 bình nhân 2, con thứ cuối cùng là 8 bình nhân với 3 bằng bao nhiêu xong chia cho 10 là nó ra bao nhiêu. Lấy tất cả các tử số cộng lại với nhau cho nó nhanh. Mang thẻ sinh viên này. Làm gì đi học muộn. Thấy điện thoại vẫn sáng choang như kia là vừa đi vừa xem điện thoại. Một trong nguyên tắc là không bao giờ được phép mở cái ví trước mặt người khác. Vì sao sau này nhớ lên chúng ta sẽ hiểu. Đây là anh em á. Thay kính mấy lần rồi? Tôi chỉ khó xem điện thoại nhiều rồi thay kính nữa. Bao nhiêu nhỉ? Ok. Mấy đồng chí kia tính bằng bao nhiêu? Tôi tự lấy rồi, tưởng cái tính đi chắc à? Thôi kệ. Tưởng đi tính. Bấm cái gì đâu, có cái gì đâu. 3 bình là 9 này cộng với 16 là 25, 25 cộng với 75. 25 cộng với 75 là 100. 100 cộng với lại 72 là 172, 172 cộng với đằng sau nữa. Thế là đến đấy là hơi khó. Thì phải viết. Những con số nó dễ. Cái này cộng cái này. 9 16 là 25. 25 cộng 75 là 100. 100 cộng 72 là 172. Con này. 24 nhân với 3. 72 tiếp. 244 chia cho 10 là ô chết. Ô đúng không? 24 phải dưng đúng không? Ô đúng không? Ô đúng thì thôi. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được là phương sai Vx bằng Ex bình trừ đi Ex tất cả bình tức là bằng 24,4 trừ đi 5,8 đem bình. Cái này thì không nhận nữa. Phải nhân. Tất nhiên nhận cũng được, phải ghi dọc con số nhân được.
tính ra âm thì phải xem lại bao giờ nó phải dương, phương sai bao giờ nó ra dương, âm hay dương. Ủa thì chết, thế tính nhầm chỗ nào đấy? À, 8 bình nhân 3 là 24. À quên, 8 bình là 64. 64 nhân 3 ở đúng ngõ chết đoạn cuối. Tức là ta ghi 172 à? À, ở trên vẫn là 172 đúng không? Ở dưới là 92 chết rồi. 264 tức là 26. 3 cơ. Đi của chết giờ 364. Thế này nhá. Thế này một cân dơm không vấn đề gì cả, nhưng một cân vàng là chết tiền. Rồi, khi tính ra âm là bắt đầu phải xem lại ngay, chắc chắn mình nhầm chỗ nào đó. Kết quả cuối cùng bao nhiêu? 2,06 2,76. Đấy là phương sai. Thế còn độ là chuẩn là sigma x sẽ bằng căn bậc 2 của BX bằng căn bậc 2 của 2,76 sắp xỉ như đây. Đấy. Đấy là chúng ta đi tính thì bọn phương sai độ là chuẩn của nó. Hay là ví dụ nó vận dụng luôn công thức để mình tính. Sau đây thì chúng ta sẽ qua phần thứ hai của